là một dòng xe van được rất nhiều khách hàng tham khảo và tìm hiểu, và nó có những đặc điểm gì thì mời quý khách hàng cùng em Đông xem qua video này. Là chiếc xe tải van đi 24/24, không bị cấm giờ cấm tải, chỉ dài thùng nó 3m7, hình thức là 14 khối, một cái thùng hàng đa năng chở được mọi hàng hóa vào thành phố. Thì chiếc xe gas này trước 2022 được nhập nguyên chiếc từ Nga về Việt Nam. Thì lúc đó sẽ một cái nhược điểm là không có phụ tùng đầy đủ, sẽ khó để bảo hành bảo dưỡng. Nhưng mà hiện tại xe gas đã được nhập khẩu linh kiện đồng bộ từ Nga về Việt Nam, lắp ráp tại Đà Nẵng. Thì chiếc xe hiện tại mang số hiệu là SKD, giải quyết được cái vấn đề là bảo hành bảo dưỡng hiện tại rất nhanh chóng và tiện lợi tại ô tô An Sương. Về cabin của xe, một chiếc xe xuất xứ châu Âu từ Nga, thì được thừa hưởng cái cabin rất là thoải mái và rộng rãi. Thì option trên xe cũng khá đủ, có luôn cả gương chỉnh điện, rồi kính chỉnh điện hai bên, một cái vô lăng chịu lực lái, và đặc biệt xe có luôn cả cruise control, rất tiện lợi cho bác tài. Xe vẫn có cả máy lạnh, làm lạnh cực nhanh, và một cái màn hình có thể kết nối bluetooth nghe radio giải trí các bác tài. Thì ngoài ra động cơ chiếc xe á, là sự động cơ Cummins 2.8 với hộp số 5 cấp 5 tiếng 1.1 số lùi. Xe van gas cũng có rất nhiều lựa chọn với khách hàng, thì có xe gas 6 chỗ, xe gas 3 chỗ thùng ngắn, 3 chỗ thùng dài. Thì chiếc xe thùng dài ở đây Đông có chiếc xe thùng dài 3m7, thì ngoài ra van gas 3 chỗ cũng chiếc phiên bản là thùng dài 3m1. Thì kích thùng hàng chiều rộng là 1m84 và chiều cao 1m93. Thì thùng hàng thì rất là chắc chắn, thì hàng Nga gọi là hoạt động cối đá. Thì xe vẫn có trang bị những cái lớp ốp nhựa này chống chạy thùng hàng, một cái sàn được ốp nhựa đúc làm cái sàn bền bỉ hơn, chở hàng hóa dễ dàng hơn, kèm các móc có thể là cột chằn hàng hóa, tiện lợi nhanh chóng. Một chiếc xe van nguyên bản đến từ Nga, có thể di chuyển 24/24, không bị cấm giờ cấm tải, và chiếc xe được bảo hành là 2 năm, tương đương 150.000 cây. Mức giá bán chỉ từ là 652 triệu, một mức giá rất phù hợp để đầu tư. Thì quý khách hàng mà cần tham khảo xe để thử thì liên hệ ngay em Đông, số hotline là 0909 729066. Và em Đông xin chào và hẹn gặp lại quý khách.